khi công chúa đang ra khỏi nhà để đi chơi trước khi vào năm học mới thì công chúa vô tình thấy một cái hộp quà bên trong sẽ có gì cùng vào video để thấy rõ. À quên mất các bạn ơi, nếu các bạn thấy hay thì nhớ like, share, subscribe và bấm chuông để có thêm động lực ra video mới và ủng hộ cho công chúa nhé. Sau khi chị Google đã liệt kê 3 món đồ đắt đỏ thì các bạn thấy thế nào? Bạn muốn có một trong 3 món đồ nào nhất thì nhớ comment nhé. Link item và link game thì tôi để dưới phần mô tả và bình luận, hãy nhanh lên trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn. Không ngờ công chúa vô tình lụm được 3 món đồ này, đó được coi kiểu như nhặt bỏ rơi, tạm thời bỏ túi. Đúng là công chúa bất ẩn có khác à, nhầm, chào đón một năm học mới là bất ẩn he he. Video trong ngày hôm nay đến đây là hết rồi, các bạn nhớ like, share, subscribe và bấm chuông để chị Google và công chúa có thêm động ra video mới và ủng hộ cho công chúa nhé. Chào các bạn, hẹn gặp lại những video lần sau. Goodbye, see you again.